Chào mọi người, hôm nay mình xin được phép chia sẻ cho mọi người một cái kinh nghiệm giảm nhiệt độ card đồ họa nhưng mà cũng không làm giảm nhiều hiệu năng của nó lắm. Người ta gọi đó là undervolt, my friend. Thì mọi thứ nó cũng tình cờ lắm. Mình đang lướt YouTube thì thấy một cái video. Cái tiêu đề chính xác của cái video đó là gì nhỉ? Đó là tại sao và làm cách nào để undervolt card đồ họa của bạn. Thì bắt đầu mình mới thắc mắc, mình vào coi thử và sau đó mình làm theo thử. Đúng như cái kết quả mà họ làm thì card đồ họa của mình nó giảm được phải đến khoảng 10 độ khi mà chơi game, kể cả tất cả các loại game chắc giảm hiệu năng khoảng 1-2% thôi chứ không có gì là nhiều. Cho nên là mình muốn chia sẻ lại cái kinh nghiệm này thôi. Cái video của cái người mà làm ra cái hướng dẫn này thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả để cho ai biết tiếng Anh thì hiểu rõ hơn, chứ mình không có hiểu rõ về máy tính nhiều lắm. Mình chỉ làm theo người ta chỉ ra và thấy hiệu quả cho nên là mình muốn chia sẻ lại cho mọi người biết. Ok. Đây là một vài cái video của mình gọi là thử nghiệm sau khi mình undervolt thành công này. Kết quả công nhận là rất là bất ngờ. Tại vì bình thường card đồ họa của mình ấy, thì tùy từng cái card đồ họa, có thể card của mọi người nó không giống mình. Và tất nhiên là không card nào giống card nào cả. Cái mức dao động cho phép của cái nhiệt độ card đồ họa thì đa phần card đồ họa khi mà sử dụng cái tối đa công suất của mình thì nó dao động khoảng từ 75 cho đến 80 độ C là mức hợp lý. Nếu mà nó vượt mức 80 độ C thì tùy thôi, nếu mà những cái dòng card cao cấp thì người ta vẫn coi như đó là ok và không sao, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái mức đó thì nó đối với những người mà ăn chắc mặc kỹ cho mình thì nó hơi nguy hiểm một chút. Ngày xưa khi mà mình chưa nâng cấp qua con card 1660 Ti mình đang dùng bây giờ là mình dùng con card 980 Ti, thì vậy đúng là 980 Ti thì nhiệt độ của nó lúc nào cũng khoảng 82-83 độ, cho nên là đúng 5 năm kể từ khi mình xài con cạc đó là nó hư luôn, nó cháy luôn, tại vì mình xài nóng quá với lại mình xài nhiều quá. Thì kể từ khi mình xài qua con 1660 Ti này dao động khoảng từ 73 đến 74 độ là cao nhất, mình để ý là như vậy. Nhưng mà sau khi undervolt xuống chỉ còn 63 64 là cao nhất, có nghĩa là như vậy là giảm hơn 10 độ rồi, 10 11 độ rồi. Còn về cái hiệu năng thì hoàn toàn mình không nhận thấy cái gì nó gọi là quá quá nhiều. Game vẫn chơi được bình thường, vẫn trải nghiệm được tốt. Tại vì có một sự thật là như thế này, những con game như là CS:GO này, Apex Legends hay là những cái game mà PUBG, những cái game mà nó đòi hỏi gọi là FPS nó cao á, thì nếu như màn hình của mọi người nó không có tần số quét, nó không đạt được đến cái FPS đó, ví dụ như là game đó mọi người gọi là dùng cái card gọi là cực VIP hay là chỉnh một cách tinh chỉnh như thế nào đó mà lên được 1000 FPS đi, nhưng mà cái màn hình nó chỉ tần số quét 240 MHz thì nó FPS mọi người cũng đâu có nhìn thấy được cái số dư đó đâu, thì những cái phần cái FPS nó bị dư đó thì card đồ họa nó phải làm việc quá công suất, nó không có hợp lý. Đối với mình là nó như thế là nó không có tối ưu. Mình thì do là mình hay stream game với lại mình hay record game với lại mình hay up video lên YouTube á, đa phần những cái game mình chơi mình chỉ cảm thấy 60 fps là đủ rồi, cho nên là những cái video mà mình up lên với lại những cái video mình record với lại đa phần game mình cap lại ở 60 fps thôi. Đối với mình như thế là đủ rồi. Ở đây mình chỉ nói với cái trường hợp duy nhất của mình thôi là mình cap lại ở 60 fps. Ok. Mọi người chỉ nên làm theo cái video này nếu như mọi người có một cái card đồ họa mà mọi người muốn gắn bó với nó lâu dài, mọi người muốn đi cùng nó quá cái thời gian bảo hành của nhà phát hành card. Thì ví dụ như mình mua một con card mà mình muốn đi với nó khoảng cỡ 5-7 năm hay là nhiều hơn nữa thì hãy undervolt. Theo ý kiến cá nhân của mình thôi. Tại vì undervolt nó như thế nào ta? Nó làm cho cái nhiệt độ của card nó cực kỳ ổn luôn đấy. Tại vì nó xuống riêng với trường hợp của mình thôi nha. Của mình là nó xuống giảm được 10 độ ấy. Hiệu năng thì nó không có giảm đi đáng kể lắm. Cho nên là chắc chắn là cái tuổi thọ của card mình sẽ dài hơn rồi. Trong cái thời buổi mà tiền kỹ thuật số người ta đào nhiều như thế này, với lại card đồ họa khan hiếm, với lại thiếu chip, với lại giá card đồ họa lên mây như thế này thì mình nghĩ undervolt như vậy là khá hay, khá tốt đấy. Thì bây giờ muốn undervolt thì mình phải làm gì? Muốn undervolt thì trước hết là mình sẽ phải cài hai phần mềm MSI Afterburner. Đó là cái phần mềm mà dùng rất là phổ biến, hầu như ai cũng biết, dùng để overclock là để đẩy năng hiệu suất của card. Đa phần mình nghe mọi người trên stream hay bắt mình làm vậy nhưng mà mình không có nhu cầu làm như vậy. Đây có tốc độ quạt rồi có clock rồi có điện năng gì đó. Và phần mềm thứ hai dùng để đo hiệu suất của cái card để benchmark, mình dùng đúng phần mềm mà trong cái video mình tìm được luôn. Đó là Unizin Benchmark Heaven. Ok. Mình sẽ để link tải phía dưới hết. Sau khi cài xong MSI Afterburner và cài xong Heaven Benchmark, mình sẽ mở Heaven Benchmark lên. Mọi người thích để tùy chọn thế nào cũng được. Mình thì để tùy chọn như thế này đây. Và mở MSI Afterburner lên. Sau đó mình bấm Run. Mình bấm góc trên cùng bên trái nha. Bấm vào cái Benchmark này này. Thì lúc đó phần mềm nó sẽ tiến hành có cái chữ Benchmarking này đây. Mình không phải là chuyên về công nghệ lắm đâu. Mình chỉ biết để đủ xài thôi. Cho nên là mình chỉ có thể giải thích theo cái những gì mình hiểu thôi. Ở đây mình chỉ để ý hai cái thứ này cho mình đây này. Ở đây mình chỉ để ý cái nhiệt độ với lại cái tốc độ của cái GPU đây này này.
Mình thì thấy là card của mình nó nhiệt độ cao nhất trong khi benchmark là 70 thì phải. Có thể là tại vì mình đang quay cái video này vào lúc buổi tối cho nên là trời nó mát. Tại vì hồi trưa khi mà mình thử thì nó nhiều lúc lên đến 71, 72 độ ấy. Và cái tốc độ này nó giảm xuống còn 1890 này, chứ không phải là 1920 như thế này. Ok, sau khi benchmark xong ấy, thì mình sẽ nhớ mấy cái số này lại. Điểm là 2011, nhiệt độ cao nhất trong video này là 70 nha. Và cái tốc độ GPU này mọi người để ý xem cái số mà nó dao động khoảng cỡ bao nhiêu á. Trong khoảng cỡ bao nhiêu á. Mình xin phép đính chính ở đây này. Đính chính ở đây là tại vì bây giờ mình đang quay cái video này vào lúc buổi chiều mất rồi. Trưa thì cái nhiệt độ cao nhất của mình nó nằm ở 72 độ C. Và lúc đó cái GPU của mình nó dao động khoảng cỡ từ 880 cho đến khoảng cỡ 1920 á, cho nên là mình lấy một cái số nào đó nằm khoảng ở giữa thôi, nó không cần phải chính xác lắm đâu, số đó nó không quan trọng lắm. Cho nên là mình mới quyết định mình lấy con số của mình là 890, con số này nó không quan trọng lắm đâu. Miễn sao nó nằm ở cái khúc giữa giữa nó được được. Sau khi mình biết được con số này rồi á thì hai cái này mình chỉ để ý thôi này. Còn cái này là cái quan trọng, vì lấy cái số này mình lấy 1890 nha. Thì theo như cái chỉ dẫn của cái video đó, cái cách mà để mình undervolt á, thì đầu tiên là mình phải bấm vào cái Curve Editor này này. Thì tùy vào từng phiên bản này cái giao diện nó sẽ khác nhau. Mà nếu mọi người không tìm được cái nút Curve Editor này thì bấm Ctrl F cũng được. Nó cũng hiện lên cái bảng như thế này. Cái bảng nó có ghi là Voltage Frequency Curve Editor. Ok. Sau đó tìm cái dòng Curve Core Clock, mình bấm vào đây. Và sau đó mình nhập vào số là trừ 250. Sau đó bấm Enter. Thì cái đường cong này nó sẽ bị giảm xuống. Sau đó mình sẽ bắt đầu ở cái vị trí gọi là 950 nha. 950 mình bấm vào đây. Và sau đó mình kéo lên cái số này mình vừa tìm được. Của mình thì mình chọn 1890. Còn mọi người thì tùy, mọi người có thể chọn được con số thích hợp với mọi người. 1890 mình kéo, khi mà nhìn thấy bên phải nó lên 1890 là được. Đây 1881. Muốn cho chính xác 1890 mình giữ nút Shift, bấm mũi tên lên. 1885, 1890. Rồi, sau đó mình bấm cái nút mũi tên đồng ý này. Đó, và cái đường cong của mình nó sẽ bắt đầu chuyển qua như thế này. Và sau đó mình sẽ bắt đầu mở cái phần mềm test lên, bắt đầu test lại. Thì quá trình nó sẽ đi lặp lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy. Từ từ mình sẽ giải thích tiếp. Mình bắt đầu ở 950, sau đó mình sẽ giảm dần 25 điểm. Có nghĩa là còn 925, sau 925 mình giảm dần còn 900, còn 875, 850 cho đến khi mà mình cảm thấy cái card của mình nó không còn hoạt động theo gọi là bình thường nữa. Có nghĩa là phần mềm benchmark nó bị crash hoặc là máy của mọi người nó sẽ bị crash, có nghĩa là máy sẽ bị shutdown á. Thì theo như anh ấy giải thích á, mình chỉ là dịch lại cái video mình tìm được thôi, chứ không phải là mình đang giải thích theo gọi là người có chuyên môn. Cho nên là theo như anh nói á, thì máy nó crash như vậy không có sao đâu, nó không ảnh hưởng gì đến máy nhiều lắm đâu. Cho nên là nếu mà máy mọi người có vấn đề gì thì mọi người cứ lên thẳng video của anh mà chửi anh, ok? Nhưng mà mình nói vậy thôi chứ máy mình cũng bị crash mà đâu có bị gì đâu. Tùy từng máy của mọi người, với lại tùy từng card, với lại nhiều yếu tố khách quan lắm. Thì theo như video của anh á, thì anh dừng lại ở 850, có nghĩa là anh lùi được đến 850. Con số của anh là bao nhiêu mình quên mất rồi, 1800 bao nhiêu, 1850 thì phải. Là đến lúc mất máy, máy anh không, có nghĩa là vẫn ở mức ổn định xài được. Nếu mà xuống 825 là máy anh sẽ bị crash. Nhưng mà riêng đặc biệt với máy mình thì mình không xuống được đến 850 đâu, mình chỉ xuống được đến 875 thôi. Khi mà mình chỉnh lại cái curve editor này á, có nghĩa là mình đã undervolt rồi. Mình đã undervolt, nhưng mà mình đang undervolt ở cái mức an toàn. Thì mọi người có thể thấy là cái tốc độ cái gì đó 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 của GPU của mình bây giờ nó chỉ còn 1860 thôi. Nó không còn được gọi là 1920 như hồi này nữa. Được một cái là cái nhiệt độ của cái card của mình hồi này nó mức cao nhất là 70 đúng không? Tính từ cái thời điểm hiện tại mình quay video này là buổi chiều này. Buổi tối này trời đang mát này. Là bây giờ nó cao nhất là nãy giờ được khoảng 63, 64 thôi. Chứ nó không có lên được 70 nữa. Ok. Sau khi benchmark xong á, thì đây là mình đang giữ cái mức gọi là ở cái điểm 950 á, thì mình có kết quả như thế này đây. Nhiệt độ cao nhất bây giờ nó chỉ là 63, 64 thôi. Điểm của mình bây giờ chỉ còn 1914. Nhưng mà đây đây chưa phải là cái mức tối ưu. Cái mức tối ưu là như thế nào? Theo như cái anh hướng dẫn á, đó là cái cách mà chúng ta gọi là đi xuống từ từ, đi xuống từ từ á. Thì sau khi mình bắt đầu ở cái mức gọi là 950 đúng không? Cái phần mềm benchmark nó vẫn chạy bình thường, máy nó vẫn hoạt động theo một cách bình thường, nó không có bị crash, nó không có bị lỗi này nọ. Thì mình biết là cái mức đó là ok, thì mình sẽ bắt đầu nhập về đây giá trị bằng 0, sau đó bấm Enter và bấm cái dấu X này á, thì cái curve của mọi người nó sẽ quay trở lại cái đường cong ban đầu này, lúc mình chưa chỉnh hết á. Sau đó mình lại bắt đầu tiếp tục nhập vào số trừ 250, bấm Enter. Bấm chấp nhận. Ok. Sau đó mình bắt đầu trừ xuống 25 điểm, hồi này là 900 đúng không? Bây giờ mình lại xuống 925. Mình nhấn vào đây, mình kéo cái này lên
đưa vào cái số khoảng thích hợp của mình hồi nãy. Của mình là 18910, đây là 1891, mình sẽ bấm shift xuống mũi tên, shift mũi tên xuống. Đó, 18910 rồi mình bấm enter, sau đó mình bấm chấp nhận. Rồi cái đường cong của mình bây giờ nó lại đổi qua như thế này. Và bắt đầu mình lại chạy tiếp phần mềm mình lại tiếp tục chạy phần mềm benchmark tiếp. Và mình cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái quá trình này, nó cứ một lần như vậy, trừ 25, trừ 1, trừ 25, trừ 25. Nó sẽ hơi mất công một chút, nhưng mà đây chỉ là làm một lần thôi. Tại vì mình đang tìm cái điểm gọi là tối ưu nhất của cái curve editor này đó. Như cái lần này thì nó nhiệt độ mình nó lại mát hơn hồi này nữa. Hồi này là 60 mấy, 64 là cao nhất, thì bây giờ nó chỉ còn 59, 60 thôi. Thì đó, này giờ mình vẫn có thể benchmark được bình thường, máy mình hoạt động kiểu bình thường. Thì mình lại tiếp tục mở cái curve editor này lên, mình nhập về số 0. Bấm enter, chấp nhận. Thì cái đường cong nó quay trở lại bình thường. Mình lại trừ tiếp tục 25 điểm. Hồi nãy mình 925 thì bây giờ mình về 900. Thì mình lại tiếp tục trừ 250 vào đây. Bấm enter, bấm chấp nhận. Rồi mình lại xuống 25 điểm hàng ngang dưới này nữa. Hồi nãy là 925 thì bây giờ mình xuống 900. Mình lại đưa cái 900 này lên 1890. Và đó mình lại tiếp tục benchmark tiếp. Oh hello. Như máy mình crash mẹ rồi. Cái quá trình này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái phần mềm quay video của mình. Thì mọi người cứ tiếp tục làm như vậy cho mình trừ 25. Tại vì mình đang record bằng OBS á. Mà mình cứ làm như thế này thì nó sẽ, khi mà mình xuống càng thấp ấy, thì máy mình sẽ càng có nhiều vấn đề, có nhiều cái biểu hiện hơn. Thì mọi người phải tự tìm ra cái quá trình này cho đến khi mà mình cảm thấy máy mình nó không chịu nổi nữa. Thì ví dụ như là hồi nãy ấy, hồi nãy máy mình là xuống 900 á, là vẫn đang ok nha, vẫn chưa bị crash hẳn, nó vẫn đang ok, chẳng qua là mọi thứ hơi cực cực tí thôi, thì mọi người vẫn có thể xuống tiếp được. Nhưng mà khi mà máy mọi người đã bị crash rồi là mọi người phải cộng thêm 25 điểm và quay trở lại. Khi mà mình không record, khi mà mình không có dùng cái OBS mình vừa quay với như thế này á, máy mình nó ít bị stress hơn như thế này á. Thì mình được cái mức, tìm được cái mức tối ưu của mình nhé. Đây là mức tối ưu của mình này. Mức tối ưu của mình là mình ở cái mức 900, 1890. Thì lúc đó mình đạt được cái điểm benchmark đến tận 2507, FPS lên được 99,5. Tại vì khi mà mình xuống đến 875 là máy mình nó bị crash luôn. Do tùy từng card thôi. Như cái anh trong cái video mà mình tìm được trên YouTube, cái anh người nước ngoài ấy, thì ảnh xuống được đến tận 850. Nhưng mà cái đó là máy ảnh thôi. Còn máy mình thì đó, khi mà mình tìm được cái điểm tối ưu của mình rồi thì trừ 250, ok. Của mình là 900 đến mức 1890. Bấm enter. Chấp nhận cái này. Thế là xong. Điểm trước và sau nha, điểm sau là 1945 này. Nhiệt độ cao nhất chỉ được có 60 thôi. Thì đây là kết quả mình có được trước và sau interval là như vậy đó. Interval là gì thì mình vừa làm đó. Còn hiểu hay không thì sơ sơ như vậy thôi. Thì mọi người có thể thấy cái điểm nó cũng tụt xuống một chút. Nhưng mà nhiệt độ á, quan trọng là nhiệt độ mình đã giảm được 12 độ C sau khi mình ăn đầu vô này. Cái điểm thì nó không đáng kể, theo mình thấy thì nó không có đáng kể. 2011 với lại 1945 thì mình cảm thấy nó không có quá nhiều. FPS thì mình thấy nó vẫn ổn, chơi game vẫn tốt. Đó là mình để marketing rồi đó. Cho nên là ăn đầu vô có tốt hay không hả? Theo ý kiến cá nhân của mình là quá tuyệt vời. Và đó là cách để ăn đầu vô. Ok, mọi người nếu có thắc mắc gì thì để lại comment phía dưới, mình nếu mà trong cái đủ khả năng hiểu biết của mình thì mình giải thích, còn không thì mọi người tự lên cái video gốc của cái anh mình để dưới phần mô tả lên để mà hỏi, ok. Tại vì mình không có biết gì đâu, mình gà lắm, máy tính mình không có biết nhiều đâu, biết đủ xài thôi. Mình thấy thế này là khá là ok đấy, card này có lẽ sẽ đi được thêm với mình vài năm nữa nhờ cái thủ thuật này, ok, thủ thuật undervolt này.